Nhưng bắt đầu kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp, em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Hữu Thái, là kỹ sư vật lý khoa xạ trị bệnh viện E. Sau đây em xin đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày bài báo cáo về đề tài bước đầu triển khai xạ phẫu não bằng kỹ thuật DICAT tại khoa xạ trị bệnh viện E. Nội dung của bài báo cáo được chia làm 4 phần như trên slide. Sau đây em xin đi vào chi tiết từng phần. Đầu tiên là phần tổng quan. Như chúng ta đã biết thì hiện nay số bệnh nhân mắc mới ung thư ở nước ta ngày càng cao, với hơn 180.000 ca năm 2020 theo Global Can. Bên cạnh các loại ung thư thường gặp như là ung thư gan, ung thư phổi, thì các u não và các bệnh lý về sọ não ngày càng tăng với tỷ lệ tử vong cao. Các cái trường hợp này thì thường khó điều trị bằng các phương pháp thông thường như là phẫu thuật, hóa chất hoặc là xạ trị. Tuy nhiên là với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, phương pháp xạ phẫu ra đời để giải quyết các trường hợp khó hoặc là không thể điều trị trước đây, mang lại cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân. Hiện nay có nhiều hệ thống máy có thể thực hiện được xạ phẫu, bao gồm hệ thống máy xạ phẫu sử dụng nguồn đồng vị phóng xạ COBA-60 như là Gamma Knife của hãng Elekta. Thì ở Việt Nam có 4 trung tâm trang bị hệ thống này, là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ca, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên hệ thống ở Bệnh viện Bạch Mai thì đã dừng hoạt động. Thứ hai là hệ thống xạ phẫu bằng cánh tay robot CyberKnife. Ở Việt Nam chỉ có duy nhất một bệnh viện 108 trang bị, tuy nhiên là hệ thống này cũng đã dừng hoạt động từ năm 2017. Cho đến là xạ phẫu bằng hệ thống máy gia tốc tuyến tính, đây cũng là loại máy có số lượng lớn nhất ở Việt Nam. Theo một thống kê không đầy đủ thì hiện nay có khoảng hơn 50 máy đang gia tốc tuyến tính đang hoạt động ở Việt Nam. Được sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo bệnh viện thì tháng 3 năm 2021, khoa xạ trị bệnh viện E được thành lập và được trang bị hệ thống máy gia tốc tuyến tính Infinity của hãng Elekta. Máy gia tốc này thì có hai mức năng lượng photon là 6 và 15 mV và suất liều phát tối đa là 600 mV trên phút và mức năng lượng photon không có lọc phẳng 6 FFF và suất liều phát tối đa lên đến 1.100 mV trên phút. Với hệ thống này thì tất cả các kỹ thuật xạ trị hiện nay đều có thể thực hiện được, bao gồm 3D CRT, IMRT, VMAT hoặc là DCAT. Đi cùng hệ thống máy gia tốc là phần mềm lập kế hoạch Monaco phiên bản 5.51.10. Đây là phiên bản cao nhất của hệ thống lập kế hoạch Monaco và phần mềm quản lý bệnh nhân MOSES 2.82. Tháng 10 năm 2021, khoa xạ trị bắt đầu triển khai xạ phẫu bằng kỹ thuật DICAT cho bệnh nhân u não đầu tiên. Nghiên cứu này được bài báo cáo được thực hiện nhằm trình bày quy trình chuẩn bị bệnh nhân, lập kế hoạch điều trị, đánh giá một kế hoạch điều trị trước khi điều trị xạ phẫu não cho bệnh nhân bằng kỹ thuật DICAT dựa trên sự đánh giá về phân bố liều lượng ở thể tích điều trị, các đặc trưng vật lý, liều ảnh hưởng tới các công năng nguy cấp và kết quả QA plan. Tiếp theo phần 2 lớn là đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Thì nghiên cứu này sử dụng dữ liệu CT của bệnh nhân nữ 64 tuổi. Bệnh nhân được cố định bằng bộ cố định đầu HISTEP gối A, sử dụng mặt nạ 3 điểm đầu cổ. Được chụp mô phỏng bằng máy CT GE, máy CT Somatome Confident với tư thế đầu ngửa, bệnh nhân nằm ngửa đầu hướng vào trong. Bề dày của mỗi lát cắt CT là 1 mm. Đây là hình ảnh của mặt nạ 3 điểm đầu cổ và máy CT mô phỏng Somatome Confident trang bị tại bệnh viện E. Về chi tiết của kế hoạch điều trị, kế hoạch sử dụng kỹ thuật là DICAT, liều chỉ định là 25 gray/5 phân liều, thể tích điều trị là 2.09 cm³. Kế hoạch sử dụng hai nửa cung chiếu không đồng phẳng ở góc 0 độ và góc 90 độ. Mức năng lượng sử dụng là 6 mV và suất liều là 600 mV trên phút. Lưới tính toán là 2 mm và sai số tính toán là 0.5%. Ở đây em muốn làm rõ hơn cái về kỹ thuật. Có bốn loại điều biến liều chính là step and shoot, dynamic MLC, DCAT và VMAT. Với step and shoot thì Ganti đứng yên, các segment trong các segment sẽ đứng yên, sau đó máy mới phát tia. Còn dạng dynamic MLC thì Ganti đứng yên, MLC chuyển động đồng thời máy cũng phát tia. Chúng ta có thể thấy được minh họa
Tiếp theo là đi kép thì gan thi chuyển động, xuất liệt sẽ biến đổi, và tuy nhiên thì em sinh nó chỉ xoay xung quanh PTV mà không điều biến vào bên trong. Ở dạng cuối cùng là VMAT thì gan thi chuyển động, MLC chuyển động và đồng thời xuất liều nó sẽ biến đổi. MLC là MLC nó điều biến vào bên trong của PTV. Về phương pháp nghiên cứu thì kế hoạch tiến hành lập kế hoạch trên dữ liệu CT của bệnh nhân bằng kỹ thuật DCAT, sử dụng các cái chỉ số đánh giá về phân bố liều như là chỉ số độ đồng nhất HI, độ chỉ số độ phù hợp CI, độ bao phủ quy, độ suy giảm liều GI, các đặc trưng vật lý như là số mu và thời gian phát tia, liều dung nạp vào các carbon cấp và kết quả QA blend để đánh giá. Trên slide là bảng các công thức và giá trị lý tưởng của các chỉ số đánh giá kế hoạch. Còn đây là tiêu chí đánh giá liều vào các carbon cấp sử dụng các cái guideline hướng dẫn của ATOG 0225, 0912, 0623 và AAPM 101. Sau khi lập kế hoạch, đánh giá kế hoạch thông qua các chỉ số, em thu được các kết quả như sau. Trên slide là hình ảnh phân bố liều của kế hoạch điều trị, với ta thấy đường màu đỏ là đường PTV, nhưng mà cái đường này nó bị che, mà cái đường màu xanh lá cây là đường đồng liều 100%, đường màu vàng là đường đồng liều 50% và đường màu tím là đường đồng liều 30%. Trên slide là giá trị các chỉ số đánh giá phân bố liều và các đặc tính vật lý. Ta thấy là các giá trị đều đạt trong ngưỡng giá trị cho phép. Giá trị CI theo ICRU62 là bằng 0,95. Tuy nhiên là hạn chế của chỉ số này là nó không tính đến cái sai khác về không gian giữa thể tích nhận liều chỉ định và thể tích PTV. Do đó, chỉ số CI theo PADDIC được sử dụng để khắc phục cái hạn chế này. Giá trị HI bằng 0,79 thì nằm trong khoảng giới hạn từ 0,6 đến 0,9. Giá trị GI bằng 4,02 thì nó nằm trong khoảng giá trị cho phép là từ 3 đến 5. Tuy nhiên đối với các cái khối u mà có thể tích nhỏ dưới 1 cm khối thì cái giá trị GI có thể chấp nhận được là từ 6 đến 7. Với suất liều phát tối đa 600 mmHg thì cái thời gian phát tia chỉ là 1,5 gần 1,5 phút, thì điều này thì giúp cho bệnh nhân thoải mái cũng như nâng cao cái điều hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Còn đây là giá trị liều dung nạp vào các cơ quan cấp. Ta thấy là tất cả liều vào các cơ quan cấp đều rất là thấp. Điều này là do khi mà thiết kế đường chiếu theo dạng không đồng phẳng thì có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm liều nhanh cũng như là hạn chế cái ảnh hưởng của liều tới các cơ quan cấp. Trên slide là hình ảnh setup hệ đo QA blend và giao diện của phần mềm lập kế hoạch MyQA patient. Với chỉ số gamma index khi sử dụng sai số 2% về liều và 2 mm về khoảng cách thì giá trị gamma index chỉ 85,3%, còn gamma index chỉ sử dụng sai số 3% 3 mm thì là 97,6%. Cái giá trị 85,3% này là do hạn chế về cái độ phân giải của thiết bị Matrix Evolution của hãng ETA, của hãng ABA, do cái độ phân giải tại ISO Center của thiết bị này là tại tâm là 7,62 mm. Còn đây là quá trình setup bệnh nhân và xạ trị bệnh nhân trên máy gia tốc. Bệnh nhân sẽ được đặt đầu tiên sẽ được đặt theo tâm mô phỏng đã đánh dấu ở bên CT mô phỏng, sau đó dịch đến vị trí theo giá trị tính toán trên phần mềm Monaco và được chụp ảnh con BCT. Bệnh nhân sẽ được chụp ảnh con BCT hàng ngày trước khi điều trị. Hình 3.4 là thể hiện cái giá trị sai số giữa các lần setup. Ta thấy là tất cả các cái giá trị sai số đều dưới 0,2 cm. Cuối cùng là phần kết luận. Thì báo cáo này đã trình bày được quy trình chuẩn bị bệnh nhân, lập kế hoạch điều trị, đánh giá một kế hoạch điều trị trước khi điều trị cho bệnh nhân xạ phẫu não bằng kỹ thuật DCAT với tất cả các tiêu chí đánh giá đều đạt. Từ kết quả của bài báo cáo có thể thấy là xạ phẫu là phương pháp hiệu quả được ứng dụng rộng rãi trong các trường hợp u não không thể can thiệp được bằng các phương pháp khác. Xạ phẫu cũng là xu hướng của xạ trị trong tương lai.
Kỹ thuật đi kép thì có lợi thế trong các khối u nhỏ đến rất nhỏ với hình dáng tương đối tròn đều. Hướng phát triển của đề tài thì trong thời gian tới thì nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành so sánh giữa xạ phẫu bằng kỹ thuật đi kép và VMAT đối với các khối u nhỏ, so sánh kế hoạch điều trị khi sử dụng hai loại chùm tia là có lọc phẳng FF và không có lọc phẳng FFF. Tiếp theo là xây dựng một cái biểu mẫu đánh giá kế hoạch điều trị dành riêng cho khoa xạ trị. Trên đây là các tài liệu tham khảo nhóm nghiên cứu sử dụng trong đề tài. Bài trình bày của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn bà chủ tịch, các thầy cô lắng nghe. Xin cảm ơn bài báo cáo của kỹ sư Hoàng Hữu Thái. Thì như anh chị cũng đã biết thì cái kỹ thuật xạ phẫu là nó đòi hỏi của rất nhiều cái điều kiện về máy móc, dụng cụ cố định để mình có thể thực hiện được cái xạ phẫu. Tại vì cái liều phân liều nó rất là cao cho mỗi lần xạ. Trong cái bài báo cáo này thì có giải thích rất rõ các cái kỹ thuật liên quan giữa cái MLC và cái găng tri. Đây là một cái rất là hay. Đâu đó cũng sẽ có một số kỹ thuật viên chưa có nắm rõ về cái tương quan giữa cái găng tri và cái MLC. Trong IMRT thì như thế nào, VMAT thì như thế nào, DCAT như thế nào và 3D nó như thế nào. Rồi xin cảm ơn kỹ sư Hoàng Hữu Thái. Dạ, xin mời bài báo cáo tiếp theo của cử nhân Trần Thị Anh Phương ạ.